Hello, chào mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Bếp Đàn Ông. Hôm nay thì Bếp Đàn Ông chia sẻ đến với mọi người một cái bí quyết làm khô gà lá chanh rất là ngon và rất là tuyệt vời. Với những cô chú anh chị nào thích ăn những cái món vặt hay là để cho ngày Tết đó, đãi khách cũng rất là tiện lợi luôn. Cô, những chị, những thím nào đó muốn làm cái món này để cho ông xã mình nhâm nhi vài ly bia thì cũng rất là ngon luôn đó. Bây giờ muốn biết làm như thế nào thì xin mời mọi người hãy cùng Bếp Đàn Ông làm nha. Cái khô gà của mình nó rất là thơm ngon luôn. Mình làm gà công nghiệp nhưng mà nó rất là dẻo dai, nó không có bở nha cả nhà nha. Và những cái nguyên liệu để làm khô gà hôm nay như sau. Em có một ký ức gà đó, gà công nghiệp luôn đó cô chú anh chị. Mình làm thử gà này và cái cách làm của mình đó, nó sẽ không không bị bở nè, mà nó vẫn dẻo dai như gà ta của mình luôn đó nha. Cái nguyên liệu gồm có như là gừng nè, tỏi nè, hành tím nè, hai củ hành tây, một mớ gừng đập dập, hai cây sả và khoảng chừng 30 đến 40 lá chanh đó, một trái ớt sừng. Trái ớt sừng này á thì mình làm để cho nó đỡ cay nha. Nếu mà gia đình nào không ăn cay được đó thì mình nên làm ớt sừng và mình không bỏ thêm ớt bột Hàn Quốc. Mọi chi tiết thì em để ở phần mô tả và một lát nữa vào làm đó thì em sẽ hướng dẫn chi tiết luôn. Bây giờ thì hãy cùng làm nhé. Xin lỗi mọi người nha, em quên. Ở đây mình sử dụng cái nguyên liệu chính của mình để làm khô gà là nghệ nha. Em ở đây sử dụng là nghệ tươi để thay thế cho nghệ bột. Nghệ tươi này thì em sẽ đâm nhuyễn ra và em vắt lấy nước nha. Gà của mình thì đã rửa sạch rồi, nhưng mà bây giờ đó mình sẽ dùng một nhánh gừng đập dập, một muỗng canh muối và một muỗng canh rượu trắng để mình ngâm với cái gà này nữa để cho nó thơm, để cho nó không có bán mùi cái miếng gà của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ hết vào đây và mình ngâm với nước trong vòng khoảng 15 đến 20 phút nha. Mình có hai cái củ hành trắng khoảng chừng gần 30 gram thì bây giờ đó mình thái nó ra theo cái hình tròn như vậy nè. Để một lát nữa mình sẽ hấp với cái gà của mình đó. Đó, bây giờ mình đã thái xong. Thì còn cái nhánh gừng này nè, mình cũng thái lát ra luôn. Để một lát nữa mình cũng hấp với gà luôn. Xong rồi đó, cái trái ớt sừng này nè, nếu mà nhà nào không ăn cay đó thì mình nên dùng ớt sừng. Và mình thái cái trái ớt sừng này ra, mình bỏ cái phần hạt của nó để không bị cay nha. Bây giờ đó thì mình băm nhuyễn nó ra. Cái tỏi nè và cái hành tím của mình đó thì mình cũng sẽ băm nhuyễn nó ra luôn để một lát mình phi thơm với dầu. Đã xong, bây giờ đó thì mình đi hấp gà của mình thôi nha cô chú anh chị nha. Đầu tiên thì mình bắt nồi lên và mình cho tất cả cái hành tây của mình nằm ở dưới. Để khi một lát nữa mình luộc gà đó thì không cần nước thì cái hành tây đó nó sẽ tiết ra cái nước, sẽ không bị cháy nồi của mình. Cô chú anh chị đừng lo nha. Bỏ hết tất cả gừng sắc lát, củ hành tím, tỏi và hai cây sả đập dập lên trên mặt để cho cái gà của mình nó được thơm hơn nha. Bây giờ đó mình sắp hết cái gà vào đây và mình đậy nắp lại. Mình hấp trong vòng 10 phút thôi nha, vừa chín tới. Mình bật bếp lên và để lửa nhỏ thôi nha cô chú anh chị nha. Gà của mình hấp đã được 10 phút rồi nè mọi người ơi. Bây giờ mình mở cái nắp ra rất là thơm luôn đó. Cái mùi sả nè, hành tím, tỏi và gừng đó, rất là thơm ngon luôn. Gà của mình thì nó vừa chín tới luôn. Mọi người đừng có hấp cho chín quá nha. Nếu mà chín quá thì nó sẽ bị bở cái miếng gà của mình đó. Bây giờ thì mình xé nhỏ cái miếng gà mình ra, mình xé vừa phải thôi. Nếu cô chú nào
mà muốn ăn cái miếng to thì mình xé to. Nếu mà mình xé to thì mình xấy nó hơi cực một tí xíu, nó hơi lâu nha. Còn mình xé vừa phải thì mình xấy nó nhanh hơn. Em đã xé xong cái 1 ký ức gà của mình rồi nè. Bây giờ đó thì mình sẽ tiến hành cái công đoạn làm gia vị và mình xấy thôi nha. Bây giờ thì mình bắt chảo lên, mình cho vào đây là khoảng hơn nửa chén dầu ăn để mình phi cái hành tím băm và tỏi băm của mình ra, để một lát nữa nó sẽ tạo cái vị thơm cho gà của mình đó. Mình muốn lấy luôn xác đó thì mình để cho dầu nóng rồi thì mình mới bỏ vào. Còn nếu mà mình không muốn lấy xác đó thì cái dầu còn đang nguội như thế này nè thì mình bỏ nó vào luôn để cho cái dầu mình nó được thơm hơn nha. Mình dùng một cái miếng vợt để mình bỏ cái dầu và cái hành tỏi phi của mình ra nè. Mình lấy cái dầu này mình sẽ bỏ ngược lại vào trong chảo để mình làm cái gia vị xào gà nha. Cho ngược dầu lại vào trong chảo và mình cho khoảng chừng 3 muỗng rưỡi đến 4 muỗng canh nghệ tươi. Nghệ tươi cái này đó là em đâm nhuyễn ra xong rồi em vắt lấy nước nha cô chú anh chị và các bạn nha. Còn nếu như mà ai không có nghệ tươi thì mình cũng có thể sử dụng nghệ bột bằng 1 muỗng ăn canh nghệ bột và khoảng 3 muỗng rưỡi đến 4 muỗng ăn canh nước nha. Đây là cái nước hấp gà của mình lúc nãy đó cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình bỏ vào cái chén nghệ này, mình tráng cái chén nghệ mình luôn. Rồi mình sẽ đổ vào trong cái chảo này của mình luôn nè. Để mình sẽ xào nó lên. Mình xào nó lên thì mình xào khi nào mà nó sệt lại là được nha. Cái chảo nghệ của mình sệt lại rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào đây là 120g đường. Là em sử dụng nửa chén đường đó cô chú anh chị và các bạn nha. 1 muỗng cà phê bột cà ri, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nếu không có cũng không sao nha cô chú anh chị. 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt và em cho thêm một tí xíu dầu mè thơm vào để nó tạo và nó tăng cái hương vị cho cái khô gà của mình đó nha. 1 muỗng canh dầu màu điều sẽ giúp cho gà của chúng ta lên màu rất đẹp và nó là nguyên liệu không thể thiếu được. Và 1 muỗng canh bột ớt Hàn Quốc, nếu như mà cô chú anh chị nào muốn ăn cay thì hãy bỏ thêm cái bột ớt Hàn Quốc này vào, còn nếu không thì không bỏ vào cũng không sao nha. Mình cho nửa muỗng ăn canh muối, mà mình cho muối hột nha cô chú anh chị nha. 1 muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu cô chú anh chị và các bạn nào không ăn được bột ngọt đó thì mình có thể giảm lại. Và mình để lửa nhỏ, mình trộn đều tất cả cái gia vị này lên trên chảo để nấu cho nó sền sệt lại. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp gia vị của mình nó sền sệt lại rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Để cho cái hỗn hợp gia vị này nguội bớt, còn ấm ấm thôi, thì mình cho tất cả cái thịt gà mình đã xé vào trong cái chảo và mình sẽ trộn nó lên cho thật đều nha. Ở đây em sẽ có khoảng chừng 30 đến 40 lá chanh. Em sử dụng lá chanh nhà vì em tìm lá chanh Thái không có. Lá chanh Thái là cái lá chanh có hình số 8, nó sẽ xanh hơn và nó sẽ thơm hơn đó cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ mình có cái gì mình sử dụng cái đó thôi. Em cho vào đây là khoảng 50g ớt khô đó, ớt khô nguyên trái luôn đó cô chú anh chị. Khi mà mình cắn một miếng ớt khô và miếng lá chanh giòn rụm kèm theo cái vị ngọt của gà nữa thì rất là thơm ngon luôn. Nếu cô chú anh chị nào muốn sắc lá chanh nhuyễn ra thì cũng vẫn ngon, không có sợ bị nhẵn đâu nha. Và bây giờ thì bếp đàn ông sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị hai cái cách mình sấy nha. Mình cho luôn tất cả cái tỏi và cái hành phi của mình lúc nãy đó vào luôn nha. Trước khi đi sấy đó thì cô chú anh chị và các bạn hãy bật bếp ga lên, mình để lửa nhỏ thôi. Mình xào sơ qua cái gà để cho nó rút hết cái nước đi nha. Còn cái này là cái cách mình sấy lò sấy nè. Mình cho vào lò sấy với nhiệt độ là 100 độ C
mình sấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ và mình để luôn hai lửa luôn. Mình cứ sấy như vậy thì 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi là gà mình sẽ thành nha. Cái cách thứ hai là cũng là cái cách sấy truyền thống bằng hơi nước. Nếu như ở nhà nào đó mà mình không có cái lò nướng hoặc cái lò sấy đó thì mình bắt một cái nồi nước cho thật sôi lên. Bắt đầu mình sẽ để cái chảo khô gà của mình ở trên cái nồi nước đó nha. Và mình sấy thì mình để lửa cũng vừa thôi. Bắt đầu mình vẫn để đó luôn. Mình để cái khô gà đó trên chảo bình thường và mình canh khoảng chừng 15 đến 20 phút thì mình lại mình trộn đều nó lên một lần nha cô chú anh chị nha. Đó, bây giờ thì em để khoảng được 15 phút rồi thì em sẽ trộn đều nó lên như thế này nè. Khoảng trong vòng chừng 2 đến 3 tiếng gì đó thì khô của mình nó sẽ được nha. Khô của em á, sấy được một tiếng mấy rồi đó cô chú anh chị. Và bây giờ thì nó cũng đã khô lại rồi nè. Đó cô chú anh chị nhìn thấy nó rất là ngon luôn đó nha. Ở cái này thì mình chịu khó khoảng 15-20 phút thì mình đi lại mình đảo nó lên một lần nha. Cái khô gà sấy trên chảo của em á, nó đã thành công rồi nè cô chú anh chị. Mình sấy bằng hơi nước đó. Và bây giờ thì em cũng đi lại em thăm cái cách sấy ở trên lò nướng của em coi nó như thế nào nha. Đó cô chú anh chị thấy không, nhìn hấp dẫn không, khô của mình đã hoàn thành rồi nè. Nhìn cái miếng gà rất là ngon luôn đó cô chú anh chị. Cái lá chanh thì bây giờ nó cũng giòn rụm luôn rồi. Ok, mình đã thành công rồi đó cô chú anh chị ơi. Gà, khô gà lá chanh của mình nè. Đó, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Như vậy là cái món khô gà lá chanh của em đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì em sẽ xé cái miếng gà ra cho tất cả mọi người xem nha. Cô chú anh chị và các bạn thấy đó, em làm gà công nghiệp nhưng mà nó vẫn dẻo, dai, nó không có bị bở nha cô chú anh chị nha. Lá chanh thì giòn tan luôn, cộng thêm ớt khô nữa. Mình cắn vào một miếng thì mình sẽ thấy rất là thơm, ngon, thơm mùi tỏi, hành và tất cả các nguyên liệu. Bây giờ đó, cô chú anh chị nhìn nè, thấy chưa? Cái miếng nó dẻo, nó dai như vậy nè, chứ nó không có bở giống như là cái miếng gà công nghiệp bình thường nha. Nếu tất cả cô chú anh chị và các bạn thấy hay đó, thì hãy làm tại nhà đi nha. Mình thử đi, nó rất là thơm, ngon luôn đó. Bây giờ thì thương bếp đàn ông, hãy cho bếp đàn ông xin một like, một lượt chia sẻ video và một lượt đăng ký kênh. Nếu như ai chưa đăng ký thì hãy giúp bếp đàn ông để mau phát triển nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bếp đàn ông xin mời mọi người dùng với bếp đàn ông một miếng gà lá chanh nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha. Bây giờ thì bye.